Những ngày đầu tháng 11 năm 2023, nhiều đoạn trên cao tốc Phan Thiết dầu dây, đoạn từ nút giao với quốc lộ 56, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ đến nút giao tỉnh lộ 765, đoạn qua huyện Xuyên Lộc, tỉnh Đồng Nai, đang bị cỏ dại mọc lấn vào. Cỏ dại mọc bên ngoài hành lang đường nhưng đã phát triển tươi tốt, rồi vương vào bên trong đường. Có đoạn từng đám cỏ xanh lớn đã mọc lan đến một nửa làng dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết dầu dây. Sáng 2 tháng 11 năm 2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đặng Hùng Thái, giám đốc điều hành dự án cao tốc Phan Thiết dầu Dây cho biết, đã nắm được sự việc. Đơn vị điều hành dự án đã yêu cầu các nhà thầu tiến hành cắt tỉa để tạo thông thoáng cho mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông. Cao tốc Phan Thiết dầu Dây có chiều dài 99 km, đi qua tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua Bình Thuận dài 47,7 km, đoạn qua Đồng Nai dài 51,3 km. Dự án đã thông xe vào dịp lễ 30 tháng 4 vừa qua.